Bắc Hàn sẽ tham dự Thế vận hội châu Á ở Incheon, tin từ Bình Nhưỡng. Bắc Hàn hôm nay đã tuyên bố sẽ tham dự Thế vận hội châu Á tại Incheon năm nay, bất chấp những căng thẳng chính trị và quân sự giữa hai miền. Đài truyền hình nhà nước KRT nói rằng, Ủy ban Olympic của Bắc Hàn với ý tưởng hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và với tư cách là một quốc gia thành viên của Hội đồng Olympic châu Á đã quyết định gửi các cầu thủ Bắc Hàn đến tham dự Thế vận hội châu Á lần thứ 17, dự kiến sẽ diễn ra tại Incheon, Nam Hàn từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Ủy ban Olympic của Bắc Hàn đã chính thức thông báo cho Hội đồng Olympic châu Á về quyết định này và sẽ sớm làm các thủ tục với Hội đồng và Ủy ban tổ chức Thế vận hội Incheon. Trên nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn còn đang có chiến tranh vì chưa ký kết hiệp ước hòa bình. Hai bên vẫn đang tiếp tục khẩu chiến sau một cuộc trao đổi hỏa lực pháo binh vào hôm thứ Năm gần đường biên giới biển. Bắc Hàn đã tham gia Thế vận hội châu Á 2002, được tổ chức tại Busan, thành phố lớn thứ hai của Nam Hàn, đã gửi một đội ngũ gần 200 vận động viên và 100 người cổ vũ. 45 quốc gia được dự kiến sẽ tranh tài trong 36 sự kiện ở Incheon.